Tính đến hết tháng 5 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân hơn 13.500 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù kết quả này đang cao hơn mức trung bình của cả nước, nhưng lại chưa đạt kế hoạch đề ra của Bộ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến hết tháng 6 này, nếu tình hình thực hiện không chuyển biến, sẽ xem xét đề nghị cắt giảm vốn đã bố trí cho các dự án này. Nguyên nhân chủ yếu do việc giải phóng mặt bằng, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua các địa phương vẫn đang thiếu hụt. Ngoài ra, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa quyết liệt việc đôn đốc thực hiện dự án để thúc đẩy tiến độ giải ngân đến hết tháng 6 năm 2021. Nếu tình hình thực hiện các dự án của ngành giao thông chậm, không chuyển biến, bộ sẽ xem xét đề nghị cắt giảm vốn đã bố trí cho các dự án này. Đặc biệt với các chủ đầu tư, ban quản lý Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để giải ngân vốn chậm.